Xin chào các bạn, chúc các bạn một mùa Covid an toàn và hạnh phúc. Hôm nay mình lại thực hiện một cái clip vệ sinh buồng đốt cho con Nissan Sunny. Con này phiên bản 2015 nha. Khách hàng đi được 150.000 cây thì mình quyết định đưa xe đến để mình vệ sinh buồng đốt. Thì cái công đoạn vệ sinh buồng đốt nó cũng nhiều như con xe khác thôi, là phải tháo mobin và buji ra. Đấy, sau đấy là mình xịt cái dung dịch vào đỉnh bít tông. Đấy, nhưng mà như con này muốn tháo được cái mô bin và buji ra ấy, thì là mình phải nhấc được cái cổ hút ra. Đấy, cái cổ hút nó nằm ở mé bên trên cùng này. Đấy, sau đó nhấc được cái cổ hút ra thì mình mới nhìn được thấy cái mô bin và buji. Thì mới tháo được buji ra. Đấy, nhấc cổ hút ra rồi đây các bạn nhìn em. Đấy, sau khi nhấc cổ hút ra thì mình sẽ tiến hành tháo mô bin. Tháo 4 con mô bin ra. Sau khi tháo 4 con mô bin ra thì mình sẽ tiếp tục tháo buji. Cái buji của cái loại này thì nó rất là đặc chủng, ở cái chỗ là cái rác buji của con dòng xe này thì nó rác mà có 14 thôi. Thường thường như những dòng xe khác thì là nó 16 hoặc là 21. Nhưng mà như những dòng xe này thì rác nó rất nhỏ. Thì đây là cái máy mình vừa đặt về nội soi buồng đốt nhé. Cái này nó dành riêng cho nội soi buồng đốt, nhưng mà riêng cái loại này thì nó có thể là soi được các ngóc ngách ở trong cái khoang máy ấy. Ví dụ như mình tìm hiểu chỗ rò rỉ ống nước này, hoặc là soi những con ốc nào nó ở ngóc ngách. Đây các bạn nhìn này, cái độ phân giải của cái máy này nó cũng rất cao, của cái cam này. Nhìn nó cũng rất là sắc nét. Đoạn này mình dí sát quá thì nó bị cái đầu cam ấy, nó bị đèn nó soi sáng nó bị lóa. Thì cái đoạn này mình quay này, nó không bị tối thì mình soi đèn. Sau khi tháo được hết buji ra rồi thì mình dùng cái bình dung dịch này xịt thẳng vào đỉnh bít tông nhé. Đó. Thì mình xịt làm sao ấy để cho nó, cái này nó gần như là nó là một cái chất tẩy rửa, nó cũng rất là mạnh, để nó làm sao đánh bay được cái muội carbon nó bám ở trên đỉnh bít tông. Khi mình soi vào đỉnh bít tông của cái xe này bốn máy thì cái muội nó bám rất dày. Mình xịt làm sao mà cái dung dịch này đây nó sùi hẳn lên. Đấy, nó sùi đánh cái muội carbon nó lên. Đấy, các bạn nhìn khi mình rút cái đầu ra là nó cũng đã đen xì. Đấy, cho nên là cái này nó ngấm vào cũng rất nhanh và nó làm đánh tan được cái muội carbon, nó cũng rất là mạnh đấy. Sau đấy tí mình sẽ hút ra cho các bạn xem. Sau khi mình xịt vào bốn cái đỉnh bít tông ấy, mình sẽ chờ từ 30 đến 45 phút. Nhưng mà các bạn lưu ý là mình phải đậy cái đỉnh bít tông vào nhé, tránh cái hiện tượng mà nó rơi ốc hoặc là rơi những cái vật dụng vào đỉnh bít tông. Đấy các bạn nhìn không, cái ống của nó mình hút nó rất là sạch, rất là trắng, mà bây giờ gần như là nó đen xì. Sau khi tí nữa mình vệ sinh xong thì mình dùng cái máy mình soi lại lần nữa. Đây các bạn nhìn thấy không? Nó cũng rất bẩn đấy. Gần như là những cái muội carbon này là nó bong tróc hết ra. Sau khi đấy là mình hút nó cũng còn ra đây các bạn này. Ra rất là nhiều. Mình nhớ là trước đây là nếu như mà muốn sạch được cái đỉnh piston này là phải nhấc hẳn mặt máy ra. Rồi các bạn nhìn này. Trước và sau nó khác nhau hoàn toàn. Đỉnh bê tông nó sạch, rất sạch. Trước mà những cái đỉnh bê tông này mà tháo ra mà thay xi măng ấy thì phải ngâm qua dầu.
ngâm qua dầu xong đấy là mình lấy những cái gọng xi măng cũ ấy, là mình cạo trên đỉnh bê tông, hoặc là có thể là mình phải dùng cái chổi phớt lắp ở trên máy mài đánh thì nó mới sạch được. Đấy, cái bước vệ sinh đã xong rồi thì bây giờ mình tiến hành là lắp ráp vào thôi. Cái gì tháo ra sau thì lắp vào trước, thì tháo ra trước thì lắp vào sau. Bản thân những cái xe mà mình đã vệ sinh buồng đốt ấy, thì khách hàng phản hồi lại rất là ok. Sau khi vệ sinh buồng đốt xong, xe đi cũng rất thoát. Nhưng mà đặc biệt với những cái dòng máy mà chấm nhỏ ấy, thì gần như là nó có những cái tiếng mà bị róc máy. Thì sau khi vệ sinh buồng đốt này xong thì đi là nó giảm đi rất nhiều. Có những xe gần như là hết cái tiếng bị róc máy đấy. Thì mình vừa thực hiện xong cái clip vệ sinh buồng đốt cho con Nissan Sunny. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.